Kính chào quý vị đến với bản tin đặc biệt của Đài Truyền hình Việt Today. Đề tài chúng tôi trình bày hôm nay là ai sẽ là ứng cử viên phó tổng thống cho ông Donald Trump. Phần trình bày của chúng tôi chia ra làm hai phần. Thứ nhất là cái chức vụ phó tổng thống là một cái chức vụ phải nói là tối quan trọng ở trong ngành hành pháp của Hoa Kỳ. Trong đó tôi đề cập đến các cái điểm đáng chú ý trong lịch sử Hoa Kỳ liên quan tới cái chức vụ phó tổng thống và tổng thống, và đặt ra câu hỏi là vì sao ứng cử viên phó tổng thống cho ông Donald Trump lại được chú ý như vậy. Và phần thứ hai là những nhân vật tiềm năng để đứng chung liên danh với ông Trump. Trong đó là chúng tôi đề cập đến những cái nhân vật nữ và những cái nhân vật nam. Thưa quý vị, giữa cái lúc mà cựu tổng thống Donald Trump đang có những cái rắc rối với tòa án, thì cũng chỉ còn gần 3 tháng nữa là tới cái kỳ đại hội của Đảng Cộng Hòa sẽ tổ chức vào trung tuần tháng 7 2024 này, tức như là từ ngày 15 tới ngày 18 tháng 7 2024 tại thành phố Milwaukee. Thì tới lúc đó thì sẽ thông thường thì trước một tuần lễ, trước cái ngày đó thì cái ứng cử viên tổng thống sẽ là công bố cái nhân vật đứng chung liên danh với mình, tức như là nhân vật ứng cử phó tổng thống đứng chung liên danh với mình. Thì cũng giống như thông lệ vào năm 2016 khi ứng cử viên Donald Trump công bố ông Mike Pence là ứng cử viên phó tổng thống, hay là tới kỳ tiếp đó là ông Joe Biden công bố bà Harris là ứng cử viên phó tổng thống ở trong Đảng Dân chủ Đảng, cũng trước cái ngày đại hội của Đảng là khoảng một tuần lễ. Thì bây giờ cũng tương tự như vậy. Tuy nhiên từ đây tới đó thì còn khoảng 3 tháng nữa, nhưng mà đã có rất là nhiều tin tức và người ta đặc biệt chú ý đến với cái nhân vật nào sẽ đứng chung liên danh với ông Donald Trump. Thì chúng tôi nói sơ qua cái vấn đề là về cái chức vụ phó tổng thống, thì nó có một vài cái điểm chú ý về cái chức vụ phó tổng thống trong lịch sử Hoa Kỳ. Thì thưa quý vị, là trong lịch sử Hoa Kỳ nó có những cái điểm đáng chú ý thế này. Có 15 vị phó tổng thống trở thành tổng thống, mà trong đó có 8 vị kế nhiệm cái chức vụ tổng thống vì vị tổng thống đó qua đời trong khi đang giữ cái chức vụ tổng thống. Đó. Riêng đặc biệt có trường hợp phó tổng thống Johnson là tuyên thệ nhậm chức trên chiếc máy bay Air Force One chở ông từ thành phố Dallas trở về Washington DC, vì lúc đó vào năm 1963 là tổng thống John Kennedy bị ám sát chết ở bên thành phố Dallas của tiểu bang Texas, và ngay sau đó là ông Johnson phải lên máy bay Air Force One trở về thủ đô Washington DC và trên máy bay đã tuyên thệ nhậm chức trở thành tổng thống của Hoa Kỳ. Và có một cái nhân vật đặc biệt ở trong lịch sử của Hoa Kỳ, đó là ông Gerald Ford. Ông này là nhân vật duy nhất trở thành phó tổng thống rồi sau đó trở thành tổng thống Hoa Kỳ mà không phải do cử tri Hoa Kỳ bầu lên, không phải do dân chúng bầu, mà là ông ta là người được đề cử. Là lúc đó là ông phó tổng thống Agnew đã từ chức, thì tổng thống Nixon mới là đề cử ông Ford và thông qua thượng viện Hạ viện Quốc hội Hoa Kỳ chốt thuận ông Ford trở thành phó tổng thống của Hoa Kỳ. Rồi sau đó thì tới phiên ông tổng thống Nixon từ chức vì cái vụ Watergate, thì ông Ford trở thành tổng thống của Hoa Kỳ. Và như vậy là ông từ một cái nhân vật, từ là một chính khách, ông trở thành tổng thống Hoa Kỳ mà không phải là do dân bầu. Đây là trường hợp duy nhất ở trong lịch sử của Hoa Kỳ. Và còn hiện nay đương kim tổng thống Joe Biden thì cũng là phó tổng thống, tức là nằm trong trường hợp 15 vị trọng phó tổng thống sẽ trở thành tổng thống đó. Thì trong đó có ông Biden, ông từng là phó tổng thống giữa thời của tổng thống Obama. Đó là trường hợp chúng ta nói về lịch sử về chức vụ phó tổng thống. Bây giờ chúng tôi qua cái trường hợp là tại sao, đặt câu hỏi, tại sao cái chức vụ mà gọi là ứng cử viên phó tổng thống với ông Donald Trump nó lại quan trọng và người ta chú ý như vậy? Thưa quý vị, nó có lý do như thế này. Nếu như ông Donald Trump đắc cử trở lại tòa Bạch Ốc
thì ông Donald Trump chỉ có làm được 4 năm nữa thôi. Vì trước đó ông đã làm một nhiệm kỳ rồi. Và đây là nhiệm kỳ thứ hai. Thành thử ra cho dù cách biệt như vậy, nhưng mà ông sẽ chỉ được làm 4 năm nữa thôi. Và ông cũng đã trở thành, nếu ông đắc cử, là ông trở thành tổng thống mà gọi là tuyên thệ nhậm chức đầu tiên mà lớn tuổi nhất rồi. Và như vậy, cái chức vụ phó tổng thống cho ông Donald Trump nếu ông đắc cử thì rất quan trọng. Tại sao? Vì đã mở đường cho một nhân vật để có thể trở thành tổng thống Hoa Kỳ. Do vậy, người nào được ông Donald Trump chọn đứng chung liên danh với ông là người đó có triển vọng trở thành tổng thống Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Nếu như ông Donald Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11/2014 tới đây, và đó là cái lý do mà chúng ta nói là rất là nhiều người ta đang đổ xô, người ta chú ý tới ai, nhân vật nào sẽ trở thành người đứng phó trong liên danh với ông Donald Trump. Là như vậy. Cũng nhắc tới cái vấn đề mà cái nhiệm kỳ của ông Trump, đã làm một cái nhiệm kỳ rồi, 2016 tới 2020. Bây giờ nếu ông đắc cử thì ông sẽ làm tổng thống tiếp là 2025 tới 2029. Thì thưa quý vị, là ông chỉ được làm thêm một nhiệm kỳ thôi, chứ không phải thêm, chứ không phải tính cái cách trở 4 năm đó mà ông có quyền làm thêm 2 nhiệm kỳ nữa. Không phải kiểu như ở bên Nga mà ông Putin mà ông nói ông ấy lên làm tổng thống 2 nhiệm kỳ, hiến pháp cho làm 2 nhiệm kỳ thì ông trở xuống, ông lui là ông làm phó, ông làm thủ tướng, đưa ông thủ tướng lên làm tổng thống 1 nhiệm kỳ, sau đó ông ra ông tranh cử trở lại ông làm 2 nhiệm kỳ rồi ông sửa đổi hiến pháp. Không, Hoa Kỳ là nước dân chủ, có quy định một bất cứ người nào cũng chỉ được làm tối đa 2 nhiệm kỳ mà thôi. Trong lịch sử Hoa Kỳ trước đây hiến pháp không có quy định điều đó, mà chỉ trở thành một cái thông lệ từ thời tổng thống đầu tiên là ông Washington. Ông chỉ làm 2 nhiệm kỳ là ông xuống, và do vậy nó trở thành một cái tiền lệ, tất cả mọi người cũng đều làm 2 nhiệm kỳ rồi là nghỉ để nhường cho người khác lên lãnh đạo đất nước. Cho đến vào thập niên 1930, khi tổng thống Roosevelt ông đắc cử tổng thống Hoa Kỳ, ông làm 2 nhiệm kỳ, thì tới cái nhiệm kỳ thứ hai là đáng lúc Hoa Kỳ tuyên chiến với phe trục của Đức Quốc xã. Và do vậy cái vấn đề mà trong chiến tranh, do đó ông đã đắc cử luôn nhiệm kỳ thứ ba và tái đắc cử luôn nhiệm kỳ thứ tư, vì lúc đó là hiến pháp không có quy định gì cả, mà trong cái thời chiến nữa, do đó vấn đề bầu một cái người để cho nó điều hành quốc gia mà nó liên tục như vậy rất là cần thiết. Do vậy ông Roosevelt ông đắc cử tới nhiệm kỳ thứ tư. Tuy nhiên khi làm nhiệm kỳ thứ tư chỉ có 3 tháng là ông Roosevelt ông qua đời, và ngay sau đó cái là phía Cộng hòa, quốc hội do phía Cộng hòa chiếm đa số, họ đã yêu cầu tu chỉnh án hiến pháp Hoa Kỳ. Sau đó là đã có tu chỉnh án số 22 và quy định rằng là từ nay trở đi là tất cả bất cứ nhân vật nào làm tổng thống chỉ có 2 nhiệm kỳ mà thôi. Và chính vì vậy cái vấn đề nếu như ông Donald Trump ông đắc cử thì ông cũng chỉ làm được một nhiệm kỳ 4 năm nữa mà thôi. Và do vậy chúng ta nói rằng là tại sao cái nhân vật mà được ông Trump chọn nó rất là quan trọng là như vậy. Bây giờ chúng tôi cũng xin qua đề cập qua một cái vấn đề. Một cái vấn đề là vì ông sẽ Trump ông sẽ chọn ở trên cái tiêu chuẩn nào? Thì thưa quý vị, có thể nói như thế này, cái cảnh nhà báo ở đâu cũng vậy thôi, chứ không phải riêng ở tại Hoa Kỳ này. Họ chú ý tới những cái đề tài, những cái sự kiện mà công chúng họ theo dõi, họ cần biết, thì đây rồi cũng là một cái việc mà họ nghĩa là cử tri Hoa Kỳ họ rất là quan tâm. Họ nói ông Trump ông sẽ chọn ai đấy, thì cái cảnh nhà báo đi đâu họ cứ hỏi ông Trump hoài. Riêng nó có thể nói nhiều khi đôi khi ông cũng tỏ vẻ ra bực mình với ông, nói còn lâu lắm, còn quá lâu, và có thể là ông đã chọn rồi, ông đã mường tượng ra cái nhân vật đó rồi. Tuy nhiên thì cả cái cố vấn thân cận của ông Donald Trump á, thì người ta là cũng nói rằng là biết cái kiểu cách của cái ông chủ của mình, nghĩa là ông Donald Trump là như thế nào. Thành thử rằng là họ cũng biết, họ nói là tổng thống sẽ chọn thích theo nhiều cách lắm. Tất nhiên là ông cũng có thể ông theo dõi cái cách người đó ứng xử ở trên trước phương tiện truyền thông, ở trên truyền hình nhà hàng. Ông thể theo nhìn cái cách đối đáp của cái nhân vật sẽ đứng phó cho mình, rồi cái ngôn ngữ gọi là body language của người đó như thế nào, ứng xử có giỏi hay không, và cái uy tín của người đó trong xã hội như thế nào, rất là nhiều cái tiêu chuẩn. Thành thử rằng là cho tới bây giờ các cái cố vấn thân cận của ông cũng không có nói tiết lộ
mà tiết lộ cũng không đầy đủ lắm về cái nhân vật sẽ là đứng phó cho ông Trump. Do đó họ đưa ra một cái danh sách tổng quát như thế này, và tất cả các cái tờ báo họ cũng có đề cử cái danh sách đó ra. Thì dù như tờ Washington Post hay là New York Times họ cũng đưa ra là mười mấy người như vậy, nhưng mà họ nói cũng chưa hết nữa. Theo như cả cái nhà quan sát chính trị nói chưa hết đâu, có thể là trong mắt ông Trump còn nhiều người lắm, và ông để ngỏ như vậy cho đến cái có thể là thậm chí tới giờ chót ông sẽ công bố người nào sẽ là đứng phó cho ông Trump. Có một điều chúng tôi để ý như thế này, này. Thưa quý vị, trong thời gian ông Donald Trump ông là tổng thống Hoa Kỳ đó, thì việc mà thay đổi các cái chức vụ trong chính quyền đối với ông dễ dàng lắm. Ngay cả cái chức vụ tối quan trọng của an ninh Hoa Kỳ luôn, là đó chức vụ ngoại trưởng của Hoa Kỳ, chúng ta từ từ có nó thay đổi 2-3 lần đó. Có thể nói là những cái chức vụ mà bộ trưởng á, là giống cái chức ở trong túi không á, ông cầm ra ông cho người này rồi ông thích ông lấy lại ông cho người khác. Chà, tuy nhiên đối với chức vụ phó tổng thống thì không được như vậy. Tại sao? Vì thưa quý vị, chức vụ phó tổng thống cũng là một cái chức vụ do dân bầu, đứng chung liên dân về tổng thống và do dân chúng bầu lên, chứ không phải là những tất cả những cái chức vụ còn lại trong nội các là do quyền của ông Trump. Khi ông đắc cử tổng thống, ông có quyền cho ông này làm bộ trưởng tư pháp, ông này làm bộ trưởng quốc phòng, ông này làm ngoại trưởng, hay là bà này làm bộ trưởng giao thông chẳng hạn, tất cả quyền ông, và ông lấy lại bất cứ lúc nào. Chúng ta thấy là cái chính quyền của vị dưới cái thời hầu như cả thời tổng thống ít có xáo trộn, nhưng mà trong cái thời của ông Donald Trump là với tính cách giống như một người điều hành doanh nghiệp ở bên ngoài quái như vậy rồi, ông thấy nhân vật nào mà làm có vẻ là hơi lừng cừng gì đó đó, ông thay ngay, chứ không phải là giống như là hồi cả để hay là để cho cái guồng máy nó chạy cho nó êm ru. Ông thấy là ông là, nhưng đối với cái chức vụ phó tổng thống thì không được. Do vậy tất cả đều đồng ý cái chỗ là ông Donald Trump phải chọn một cái nhân vật nào đó mà phải rất là thích ứng với ông, và đặc biệt có thể là một trong những cái tiêu chuẩn mà người ta hay nhận mình đó tới là vấn đề là trung thành nữa quý vị, phải nói thêm cái chữ trung thành nữa. Thật sự ra là cái vấn đề mà trung thành đối với Hiệp chủng Quốc Hoa Kỳ thì khó, tại vì tất cả mọi người đều học hành và đều nghĩ tới cái việc là trung thành với hiến pháp của Hiệp chủng Quốc Hoa Kỳ, chứ không phải là trung thành với một nhân vật nào cả. Tuy nhiên đối với cái trường hợp của ông Trump thì người ta hơi đặt nặng cái vấn đề đó. Đó là lý do tại sao, vì là cái thời ông làm tổng thống thì ông người phó là người thân cận ông nhất là phó tổng thống Mike Pence, ông Pence đã gọi là giống như là phản bội ông trong cái vụ vấn đề mà xảy ra vụ bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ và sự kiện ngày 6 tháng Giêng năm 2021 mà rắc rối cho tới tận bây giờ. Do vậy là cái tiêu chuẩn mà có thể nói rằng là ông Donald Trump chọn ai đứng phó thì người ta đặt ra nhiều tiêu chuẩn, trong đó có tiêu chuẩn là về một phe, về một cánh, về một quan điểm, về một sự trung thành. Bên cạnh đó cái mà cần nhất là cái thiếu khiếm khuyết gì ở phía ông Trump cần phải bổ sung vào để thu hút cử tri Hoa Kỳ, thì cả cái nhà phân tích họ nói thưa quý vị, điều đó là cần cho ông Trump một ứng cử viên nữ hoặc là da màu. Đây là cái, đây là họ góp ý, đây là cái quan điểm như vậy, là để có thể giúp ông Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử tới đây thì cần một phó tổng thống là một ứng viên nữ hoặc là một ứng viên da màu để bổ sung vào cho nữ. Để làm gì thưa quý vị, là dấy lên cái vấn đề tình trạng tranh cãi về vấn đề phá thai ở trên Hoa Kỳ, do vậy quyền lợi của nữ giới rất là quan trọng. Vậy họ đề nghị đó, có thể họ nhắm vào, họ xem là đó có thể là một trong những cái tiêu chuẩn để ông Trump chọn cái ứng viên đứng phó cho mình. Và do vậy chúng tôi mới trình bày ra là hai cái phần là những cái nhân vật nữ và những cái nhân vật nam. Thì thưa quý vị, là một số nhân vật nữ thì còn khoảng 5-6 người, nhân vật nam cũng 5-6 người. Đây là chúng tôi nói là chưa đủ, có thể là còn tới mười mấy người nữa lận. Nhưng mà đây là có thể là gọi là các báo về phương tiện truyền thống của Hoa Kỳ gọi là cái danh sách mà họ đã cô động lại rồi đó. Nhưng mà cũng thưa quý vị, cũng còn chưa đủ đâu. Nhưng mà tuy nhiên chúng tôi cũng chọn ra một số nhân vật gọi là nổi bật để trình bày trước quý vị. Bây giờ còn vì còn tới mấy tháng nữa mới tới cái vấn đề ông Trump ông thể tuyên bố. Trước hết thì thưa quý vị là trên màn hình, nếu mà quý vị theo dõi tin tức hoài thì quý vị sẽ nhớ cái khuôn mặt của cái vị nữ nhân này. Thưa quý vị, đây là dân biểu Green
là một cái nhân vật rất là thân cận với ông Trump, là một dân biểu Cộng Hòa mà thuộc cái cảnh gọi là cực hữu. Thưa quý vị, cái hình ở trên màn hình đấy á, là bà đang trả lời phỏng vấn của giới báo chí sau khi Quốc hội Hoa Kỳ, cụ thể là Hạ viện Hoa Kỳ thông qua cái ngân sách kế hoạch 95 tỷ đô la viện trợ cho Ukraine, cho Israel, cho Đài Loan và cho một số nước ở Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, 95 tỷ đô la. Thì bà Green thuộc là cảnh là gọi là cảnh cực hữu, và cũng có quan điểm giống như Tổng thống Donald Trump, ông nói phải lo bảo vệ biên giới phía nam của Hoa Kỳ kìa, còn không vấn đề tất cả những cái vấn đề khác là phụ thuộc, kể cả Ukraine, kể cả NATO. Thì chúng ta nghe bà đã trả lời phỏng vấn vào ngày thứ Bảy vừa qua sau khi Quốc hội Hạ viện Hoa Kỳ thông qua. In the Republican movement and grassroots, furious, calling for Mike Johnson to be vacated. The people here, my colleagues, have not heard the message. So I'm looking forward for them to go home, hearing from the folks back at home. But this is the sellout of America today. When we had members of Congress in there waving the Ukrainian flag on the United States House of Representatives floor, while we're doing nothing to secure our border, I think every American in this country should be furious. Who's going to vote for these people? How can you vote for these people? They don't serve our country. Are you promising to call? Based on what you just said, are you waiting to see if there will be more support in your conference before calling a motion to vacate? There is more support. It's growing. I've said from the beginning I'm going to be responsible with this. I support my majority. I support the majority next time. I do not support Mike Johnson. He's already a lame duck. If we had the vote today in our conference, he would not be speaker today. He's already a lame duck. He can't raise money. Everyone knows it. We know we can't win the majority next year without raising money. He can't be speaker. He doesn't have the vote. This is the process that just happened. Rồi bà nói xong rồi bà Green bà đã bỏ đi. Thưa quý vị, bà nói về ông chủ tịch Hạ viện cũng là phe Cộng Hòa đó. Ông Johnson đó, nói ông lém đó con vịt què, có nghĩa ông nói bà sẽ làm, nghĩa là muốn, nghĩa là loại bỏ ông ra khỏi cái chức vụ chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ. Và ông nói lần tới mà có bầu đó, ông này chắc chắn là sẽ phe Cộng Hòa, mà phe đa số mà cứng rắn của bà là sẽ vận động cái kiểu loại trừ ông Johnson gọi cái chức vụ là speaker, là chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ. Thì những cái lời phát biểu vừa rồi là bà rất là chống đối cái vấn đề là Hạ viện đã thông qua cái ngân sách tới 95 tỷ đô la viện trợ các nơi, mà trong cái đó bà nói là cái đó phải đặt ra theo quan điểm cứng rắn của bên Cộng Hòa là phải lo vấn đề an ninh biên giới phía nam giữa Hoa Kỳ và Mexico là cái là ưu tiên trước hơn là những cái vấn đề liên quan tới ở bên xa xôi như ở bên chiến trường Ukraine. Đó là cái quan điểm của bà Green. Đây là một cái nhân vật là có thể nói là thân cận với ông Donald Trump kể từ khi ông Trump làm tổng thống và cho tới sau này khi ông ra tuyên bố tranh cử này. Cái một nhân vật nữ thứ hai cũng nổi bật nữa là bà Nikki Haley. Good morning. Just over a year ago, I launched my campaign for president. When I began, I said the campaign was grounded in my love for our country. Just last week, my mother, a first-generation immigrant, got to vote for her daughter for president. Only in America. Thưa quý vị, bà Nikki Haley, bà tuyên bố một cái câu gọi là rất là hạnh diện khi bà ra tranh cử tổng thống. Và bà nói là tuần vừa rồi, cái lúc của bà ra tranh cử đó, bà nói, tuần rồi, mẹ của bà là cái người bỏ cái lá phiếu bầu cho bà, đó là cái gọi là cái thế hệ định cư đầu tiên trong gia đình của bà bỏ lá phiếu bầu cho con mình có thể trở thành tổng thống Hoa Kỳ. Và cái điều này chỉ có xảy ra ở trên cái đất nước Hoa Kỳ này mà thôi. Có nghĩa là bà Nikki Haley là cái thế hệ thứ hai từ Ấn Độ, cha mẹ từ Ấn Độ qua định cư ở tiểu bang North Carolina, và bà sinh trưởng tại đó và bà đã tranh cử sau làm tổng đốc South Carolina và sau này là tranh cử tổng thống Hoa Kỳ. Mà
Kỳ vừa rồi là bà là đã tuyên bố rút lui sau khi ông Donald Trump đã giành chiến thắng là quá nhiều với các cái tiểu bang trong ngày Super Tuesday vừa qua. Thì đây là một cái nhân vật thứ hai. Có thể là có nhiều cái bình luận nói là ông Donald Trump sẽ không có chọn bà Nikki Haley làm phó. Bà Nikki Haley từng là đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc dưới thời của ông Donald Trump. Tức là ông Donald Trump đã bổ nhiệm bà Nikki Haley làm đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc. Đó là cái nhân vật nữ thứ hai. Bên cạnh đó, chúng tôi nói là chúng tôi chỉ giới thiệu khoảng 5 người, 5 nhân vật tương đối là nổi bật thôi, chứ chưa biết ông Donald Trump sẽ chọn ai. Chúng ta nói cái nhân vật thứ ba chúng tôi muốn nói tới là bà Noem, bà Christine Noem. Bà này là bà năm 52 tuổi và là thống đốc của tiểu bang South Dakota. Đó, bà đây là cũng là một cái nhân vật nữ, cũng là nổi bật bên phía Cộng hòa vì là đã tổ chức thành công những cái lần mà gọi là ủng hộ và vận động gọi là tài chính cho ông Donald Trump. Đây là bà thống đốc của tiểu bang South Dakota. Đó là nhân vật nữ thứ ba. Nhân vật nữ thứ tư là bà Sanders, 41 tuổi, bà rất trẻ và bà là chức vụ hiện nay bà là thống đốc của bang Arkansas. Đây là nhân vật thứ tư của phía Cộng hòa. Nhân vật thứ năm cũng là một cái tiếng nói ủng hộ mạnh mẽ cựu tổng thống Donald Trump, đó là bà Stefanik, 39 tuổi, là dân biểu của tiểu bang New York. Thưa quý vị, chúng tôi nói là chúng tôi chỉ trình bày 5-6 nhân vật của nữ và 5-6 nhân vật của nam mà thôi, vì còn khá đông. Đây là những cái nhân vật phải nói gọi là tương đối hơi là tạm thôi, tương đối nổi trội lên theo cái nhận xét của bang qua bên ngoài, chứ còn không biết trong nội bộ hay là trong cái nhóm mà gọi là thân cận với ứng cử viên Donald Trump thì họ suy nghĩ gì. Nhưng mà qua cái nhận xét của cái giới báo chí, họ nhìn nhận có một số người đã được mời tới cái cơ ngơi Mar-a-Lago của ông Donald Trump ở bên Florida để dự những cái tiệc trong đó, hay là có thể được gặp gỡ riêng với tổng thống Donald Trump. Thì họ theo dõi rất kỹ, họ nói đây là những cái nhân vật như vậy đó, những nhân vật đáng được những cái cố vấn thân cận của ông Trump lưu tâm tới và mời tới và cũng thường xuyên gặp gỡ tổng thống Donald Trump. Và đặc biệt họ là những người ủng hộ cho ông Donald Trump trong vấn đề fundraising, vận động tài chính để trong cái cuộc tranh cử của tổng thống của ông Donald Trump. Bây giờ chúng tôi nói qua một cái số nhân vật nam. Thì như hồi nãy chúng tôi có nói là các cái nhận xét của các bình luận gia nói là có thể là sẽ chọn một nhân vật nữ hoặc là một cái nhân vật da màu nữa để lôi kéo cái số cử tri mà ông Trump cần thiết cho cái liên danh của ông. Có thể ông sẽ thiếu. Bây giờ hiện nay có thể cái số mà cử tri trung thành của ông Donald Trump mà lâu nay mà người ta nói có 40-50% của bên số Cộng hòa đó là những cái cử tri ở sống ở ngoài ô của các cái thành phố lớn, những cử tri da trắng ở vùng nông thôn đó chẳng hạn. Thì bây giờ họ cần, thí dụ như cần vậy, phụ nữ, cần nữ giới, cần da màu thì cũng nên có một cái nhân vật như thế. Thành thử rằng là đó là những cái yếu tố. Còn đây là những cái nhân vật nam. Thưa quý vị, nhân vật nam đầu tiên chúng tôi mới giới thiệu là ông Ron DeSantis. Đây là cái nhân vật nổi bật trên của đảng Cộng hòa. Ông năm nay 45 tuổi và là thống đốc của tiểu bang Florida. Ông cũng đã theo sát nút ông Trump và bà Nikki Haley trong vấn đề giành chiếc ghế đề cử của đảng Cộng hòa. Nhưng mà ngay sau cái thất bại ở 1-2 trận đầu tiên của bầu sơ bộ ở Iowa là ông đã tuyên bố ông rút lui ngay. Và ông nói ông dành cái tiềm lực, cái tiềm năng đó để cho cái kỳ tới đây tranh cử tổng thống vào 4 năm sau. Đó là tuyên bố của ông DeSantis. Tuy nhiên đây là một cái nhân vật nổi bật trên phía bên đảng Cộng hòa, và có thể nói là trong giai đoạn đầu lúc mới bắt đầu đưa các cái nhân vật ra mà tranh cử với nhau thì rất là nhiều cái ý kiến của các báo giới Hoa Kỳ nhận xét là có thể nhân vật này có thể đại diện đảng Cộng hòa ra tranh với cái đảng Dân chủ trong kỳ bầu cử tháng 11, nhưng sau đó ông đã rút lui vì thua bầu sơ bộ ở tại Iowa. Đó là nhân vật Ron DeSantis. Nhân vật thứ hai chúng tôi muốn nói tới là ông thống đốc của tiểu bang Texas, là ông Greg Abbott. Ông này 66 tuổi. Cái nhân vật này nó đặc biệt lắm thưa quý vị. Đây này, trong này là đây là một cái chính sách Texas là người trung thành với ông Trump và chống đối quyết liệt chính quyền Biden trong vấn đề để cái dân
nhập cư lậu tràn vào biên giới phía Nam Hoa Kỳ với Mexico, đặc biệt là qua cái lãnh thổ của tiểu bang Texas của ông. Thưa quý vị, ông Abbott là một trong những cái nhân vật cứng rắn về vấn đề nhập cư, và do vậy đây cũng là một trong những cái tiêu chuẩn mà các cái nhà phân tích họ nói rằng là cử tri Hoa Kỳ đang quan tâm thôi. Tuy nhiên có điều là ông nói ông này cứng rắn như vậy, ông Trump ông còn cứng rắn hơn nữa, thành thử là chỉ cần một nhân vật đứng đầu cứng rắn là cũng là tương đối đủ rồi. Tuy nhiên người ta cũng không loại bỏ cái việc ông này có đứng chung liên danh với ông Trump hay không, tại vì có một số lần mà ông Trump đi các nơi đó, ông có lần ông đi xuống Texas, ông đi thăm biên giới nhà mới đây thôi, thì cảnh báo chưa, họ có hỏi khi ông tới Texas đó, ông hỏi là rồi cái ông thống đốc mà Abbott ấy có sẽ đứng chung liên danh với ông trong cuộc bầu cử tới hay không, thì ông Trump nói đương nhiên có nằm trong danh sách đó, gọi là tuyển chọn cuối cùng là có tên ông này. Đó là cái cách trả lời của ông Trump, còn vấn đề cuối cùng ông chọn ai thì chúng ta hãy chờ mà thôi. Đây cũng là một cái nhân vật nữa thì đáp ứng cái tiêu chuẩn mà chúng tôi nói là da màu, là ông Tim Scott, là ông là thượng nghị sĩ của tiểu bang South Carolina. Đây là một cái nhân vật da đen, và nếu mà đúng ra là ông Tim Scott này đó, là ngay từ đầu người ta đã nói là ông Trump có thể chọn ông Scott đứng chung liên danh với ông Trump trong cuộc bầu cử tới đây để có thể là thu hút cái cử tri da màu. Cũng một nhân vật da màu nữa, đó là ông Ben Carson. Ông này là cái nhà giải phẫu thần kinh đã nghỉ hưu. Ông Carson này 72 tuổi cũng được nhắc nhở tới là một trong những nhân vật thân cận và nằm trong cái danh sách cuối cùng mà ông Donald Trump có thể chọn. Và thưa quý vị, chúng tôi không muốn giới thiệu một cái nhân vật trẻ 38 tuổi thôi mà nổi bật lên. Nếu như quý vị theo dõi cả cái cuộc tranh luận trong bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa đó, mấy tháng vừa qua đó, trước ngay cái đầu tháng 2, tháng 3 giờ tôi không nhớ, nhưng mà lúc đó là ông Trump là không tham dự trình nào cả, ông nói không tha cử gì ông phải tham dự cả, tại vì ông được ủng hộ nhiều quá rồi, ông không cần tham dự tranh luận bên sơ bộ của Đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên cả cái nhân vật khác như ông như ông DeSantis là thống đốc của Florida chúng tôi vừa nói đó, rồi bà Nikki Haley đó, rồi ông cái nhân vật chúng tôi nói là cũng đều ra tranh luận với nhau. Và cái nhân vật mà chúng tôi giới thiệu đây là một trong những nhân vật gọi là có thể nói trẻ tuổi và nổi bật ở trong cái giai đoạn đó. Chúng tôi mời quý vị xem một cái đoạn rất là ngắn thôi. We win the primary, we win the generals, we've won it, and it's a very, very special place to me. It's very important. What we saw tonight is America first defeating America last. That's what we saw tonight. Đó. Đây, cái nhân vật 38 tuổi đó, ông Ramaswamy, là một cái doanh nhân rất trẻ, 38 tuổi. Nói chuyện, thưa quý vị, nói chuyện rất là lôi cuốn, rất là hấp dẫn. Và trong các buổi tranh luận của Đảng Cộng Hòa, đã thu hút sự chú ý của rất là nhiều người. Thậm chí, ông Donald Trump cũng còn lưu ý tới ông rất nhiều. Thưa quý vị, là trong một số các cái buổi tiệc mà ông Ramaswamy này được là khách mời của ông Trump đó, thì hầu như là người ta cái cảnh báo chỉ họ chú ý nói có trong một số khách mời tại đó có chỉ có một số người mà được ông Trump gọi là giới thiệu lên để và phát biểu thôi, thì trong đó là có cái nhân vật Ramaswamy này. Thưa quý vị, ông này sau khi ông rút lui khỏi cái cuộc tranh cử sơ bộ rồi á, thì ông tuyên bố ủng hộ ông Trump hết mình, và ông đi khắp nơi để ông vận động cho ông Donald Trump, thì người ta mới đặt ra một cái giả thuyết có thể ông Donald Trump sẽ chọn cái nhân vật này làm phó tổng thống, hoặc ít nhất là sẽ có một chiếc ghế trong nội các của ông Donald Trump nếu như ông Trump đắc cử tổng thống kỳ này. Đây là một cái nhân vật trẻ mà chúng tôi đồng ý với cái ý kiến và gọi là cái nhận xét của một số, chúng tôi không nhớ có ai, của một số trên truyền hình hay trên báo chí của Hoa Kỳ nói rằng là cái ông trẻ tuổi này bây giờ ông đi ông vận động như vậy, ông có thể là ông rất là giỏi giang như thế này đó, mà được ông Trump chú ý này như thế này, thì hoặc là có thể đứng phó cho ông Trump, mà hoặc có thể ít nhất thì cũng sẽ được một cái chiếc ghế nào đó ở trong nội các sắp tới nếu như ông Trump đắc cử tổng thống vào tháng 1 năm
2024 tới đây. Chúng tôi xin chấm dứt cái bản tin hôm nay ở tại đây và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, và cũng nên chờ xem cái sắp tới đây quyết định của ông Donald Trump sẽ chọn ai là nhân vật đứng phó cho ông trong cuộc bầu cử sắp tới.